Thưa quý vị, những năm qua, công tác chăm lo đời sống người cao tuổi luôn được cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội thành phố quan tâm thực hiện. Là một trong những đơn vị dẫn đầu thi đua của Hội Người Cao Tuổi xã Hòa Vang, Hội Người Cao Tuổi xã Hòa Tiến đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe bên gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội. Xác định Hội Người Cao Tuổi giữ vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, cán bộ chi tổ hội cũng đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình, kịp thời tham mưu, đề xuất với thường trực hội, lãnh đạo địa phương trong các hoạt động, thực hiện các chế độ chính sách cho người cao tuổi, không để cho người cao tuổi nào bị thiệt thòi về quyền lợi, làm tốt công tác tặng quà cho các cụ bằng nhiều hình thức, phối hợp với trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện Hòa Vang thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi. Thực hiện theo kế hoạch 110 của Ủy ban thành phố về thoáng hành động về người cao tuổi Việt Nam. Và chỗ hội cũng đã ra kế hoạch 05 và được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương của các hội cấp là cũng đã vận động các mạnh thường quân là được 5 triệu là xin của kinh phí của ủy ban dân 4 triệu và tích từ quỹ chăm sóc 19 triệu là sẽ tặng 56 suất quà mỗi suất 500.000 trong thời gian ngày 1/10 sắp tới. Hôm nay hội người cao tuổi trừ đến thăm mẹ vừa, ông vừa, thầy bò rất cảm ơn. Đối với phong trào thể dục dưỡng sinh, hiện nay hội đang duy trì hoạt động 10 câu lạc bộ với hơn 200 thành viên thường xuyên luyện tập vào buổi sáng. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, câu lạc bộ dưỡng sinh của Hội Người Cao Tuổi xã Hòa Tiến được chọn đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hòa Vang và đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì bài tự chọn và giải ba bài 56 động tác trong hội thi thành phố Đà Nẵng năm 2017. Qua cái chỗ mà người cao tuổi cũng như là cũng nâng cao sức khỏe và nhiều có một trong một năm thì có hai đợt để cúng sức khỏe thì mình tuyên truyền để cho mấy cụ đi cúng sức khỏe, nâng cao sức khỏe đời sống của mỗi người thành viên trong câu lạc bộ. Phát huy vai trò của người cao tuổi, người cao tuổi địa phương luôn tích cực hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu trong sinh hoạt, tham gia các hoạt động của thôn, xã. Mỗi hội viên thường xuyên dạy bảo con cháu rèn luyện đạo đức, lễ nghĩa, chăm ngoan học tập, tích cực lao động sản xuất, làm nhiều việc tốt cho cộng đồng. Nhiều hội viên còn sức khỏe vẫn tiếp tục lao động sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động trong gia đình và địa phương.